khám bệnh, khám bệnh chữa bệnh, khám bệnh chuyên môn. Cho nên tôi nghĩ rằng là sắp tới đây nhà nước Việt Nam mình phải có một cái đội ngũ là từ việc tranh, và cái này nó ảnh hưởng đến cái giá trị tranh, đến giá trị tác phẩm và giá trị của tác giả. Cái đó là cái quan trọng nhất. Đời sống tinh thần của văn nghệ sĩ và nhất là họa sĩ yêu khắc của Việt Nam, cái đó là cái quan trọng nhất. Và tôi nghĩ là qua cái chuyện này là phải thẩm định lại toàn bộ những bức tranh xưa nay và không biết cùng với tất cả các bạn bè của ngôi đường những bức tranh của các nghệ sĩ lớn thì làm giả làm nhái rất nhiều. Bức tranh này là nó có lịch sử của nó. Bây giờ tôi cũng chả biết là phải nói kiểu gì, nhưng mà thời chúng tôi chơi với nhau á, người này với ai, nhân vật nào, cảm xúc thế nào, và thời đó là người này phá phách thế nào, thời mà chưa ai dám phá cả. Thì đây là bức tranh mà là ấn tượng, thì chúng tôi là bạn bè từ lúc còn nhỏ đến lớn. Thành ra chúng tôi khẳng định đây là bức tranh của anh Thành Trương, gọi là bạn Thành Trương mà hơn tuổi tôi gọi là anh. Nhưng mà cùng cái lứa đó, cùng thời gian đó, thành ra không có gì là nó gọi là phải lăn tăn trong còn ai giả hoặc là ai ký như thế này thì có lẽ là chúng ta phải nhờ công an văn hóa lật lại vấn đề và truy tìm kể cả những đường dây làm tranh giả từ trước đến nay, không phải là riêng một mình anh Thành Trương đâu, còn rất nhiều tác giả cũng bị làm nhái tranh giả. Thì bây giờ tôi cũng đề nghị nhà nước mình phải có một cái quản lý về mỹ thuật làm sao cho nó chắc. Chúng ta quản lý về mặt văn hóa, quản lý cả về tinh thần của những nghệ sĩ, chứ không phải là chỉ quản lý về tác phẩm. Tại vì cái này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tự tin vào cái xã hội này. Và văn nghệ sĩ chúng ta còn sống được ở cái xã hội này hay không, cái tin tưởng xã hội này hay không, nếu chúng ta không giải quyết tận gốc, đấy là vấn đề của mỹ thuật. Văn có vẻ nó có văn hóa, nói chung là có văn hóa, còn người vô học thì nói cục mịch. Thì người họa sĩ, nếu mà người họa sĩ bình thường thôi, nếu mà cỡ cao đẳng thôi, đại học thôi, mà hiện tại đi về người ta học họ cũng vậy. Còn cái người mà không có học thì mà họ chép lại thì họ vẽ nguyên vào bút pháp hoàn toàn là hình họ có thể họ bắt chước cái phong cách, nhưng mà họ bắt chước cũng không được. Do đó là do vấn đề không phải bằng đối chứng với lại cái tranh cũ như thế nào, rồi coi là cái chất gì đó để coi nó niên hạn nó năm nào, không cần có cái bút pháp gì cả. Cái cách nói còn là mình nói chuyện với một người không có học thì cũng vậy, thì cũng như là coi cái tranh mà không biết vẽ là biết ngay. Christy không nên dùng những chuyên gia không tin cậy làm vùng hình ảnh mỹ thuật Việt Nam. Càng Christy cũng có khuyết điểm trong việc này, cũng kém cỏi nhiều việc liên quan đến mỹ thuật Việt Nam. Tôi nghĩ là nhân cái việc này thì cũng làm rõ ra được một cái tệ hại của thị trường nghệ thuật. Nó để một số người người ta làm tranh giả, người ta thao túng. Cái đấy không phải chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà ảnh hưởng rõ ràng đến lâu dài đến cái việc hình thành cái thị trường nghệ thuật.